đang mang trả giá trước. Vẫn là trên xe hết với nhau này. Đây khi lại về sớm nhỉ? Chơi nhiều. Tự nhiên đưa cả vợ đi mua kia. Vời. Vời đánh hơi thấy gì mà ra ấy. Chắc xong rồi. Chắc là ông Nhạn chắc xuôi rồi. Người hết nhất rồi, phút bó phết đấy. Ở chỗ nào nhỉ? Trong nào bây giờ nhỉ? Trong này ha? Bán chuyển thôi. Bán cửa ô tô à? Lại bị đuổi tiếp các bạn. Lại bị đuổi các bạn, khổ thế đấy. Bên kia thì nó vẫn là vỉa hè, vẫn thế. Bên kia là vẫn đuổi. Bán vẻ trước cửa ô tô này. Cổ thế. Rồi đi. Biết đi đâu bây giờ? Biết đi đâu bây giờ? Sành quê này à. Mượn dễ làm bệ đây. Mượn dễ làm bệ ra mà. Dễ làm bệ. Đẹp. Đẹp nhưng mà bị chẳng buộc kiểu gì nó hỏng. Đấy. Ông nào thích vệ cuộn thì lấy thân đấy. Cái cây trà này bao tiền cây ạ? Cây trà 700 ạ. 700. Cái cây xanh này. Cây xanh 3 triệu. Cây sung này. Vâng, bao nhiêu tiền nữa? Em bảo 800. Trà ok không? Đấy lại đuổi tiếp đấy. Đi đâu rồi? Hết chỗ này chỗ khác. Không, người đi xem, người lên hẳn trên này xem. Thế chưa? Chưa bác ạ. Thắng bộ nghỉ xếp. Nghỉ gì? Lấy gì mà ăn bây giờ? Dịch vào tí vậy. Đấy bán mày giải quyết cho bà ấy, cả xe. Cả xe lấy 30 triệu. Cả xe à? Chờ xe đi còn 7 triệu. Cả xe lấy 3 xịt à? Xe là xe gì? 30 triệu luôn. Gì vậy? Honda ấy. Xe 3 còn lấy 7 triệu tiền cây. Honda ấy. Múc luôn, rồi xong. Múc. 3 xịt à? 30 triệu lấy nước cất. Vợ đéo đi được xe số, không có gì được lấy. Đó nha. Còn cây già cây này. Từng cây đi anh, cây này ví dụ cây này bán tiền. Ba củ, cây hai thân kia. Ba củ tiếp, con nghệ thuật này. Hơn 1 triệu. Ngày nay không có gì ạ? Chơi hàng Tết rồi ạ? Hàng Tết à? Có bán quất kia được không? Có bán quất đào gì không? Chưa biết được. Vào luôn bây giờ dăm rồi. Từ đến đâu hay đến đấy. Chả tính trước cái gì cả. Cho là từ đâu nào. Đúng rồi, mệt lắm. Bao nhiêu người bán? Mình ăn ít nên là chả phải lo gì cả. Đấy. Thế Tết lại vui.
Cái này của anh Tuấn à? Bao nhiêu tiền đây? Cái này bao nhiêu tiền đây? 7 triệu rưỡi. Quả biết nghe chưa? 7 triệu rưỡi. Còn cái loạt này làm bằng giá thì đúng không nhỉ? 3 củ, 3 củ. 3 củ một cây. Nay không có ông nào ô tô lên nhỉ? Nếu ô tô lên chắc về luôn. Ai làm lên ô tô rồi nhỉ? Không ngồi vào đâu nữa. Xe kia lại bốc bố mất chết. Bóng lại. Ngày chơi bóng thì đẹp, ngày chơi bóng đẹp. Đây còn cây này thì bao nhiêu anh? Bóng bằng đèn cây 7 triệu rưỡi. Quê. Bóng rất đẹp nha. Bóng rất đẹp. Ông nhà chắc là xong cây kia rồi, khách chắc rồi. Khách kết lắm rồi đấy. Tiểu không muốn cho thằng nào sờ vào nữa đâu. Tí nữa ra là bốc cây thôi. Quên cái còn cây này bao nhiêu tiền? 800. Đấy, hoa rất nhiều. 800 ngàn. 800 ngàn. Rồi không? Sang đây đừng có cái gì. Đấy, đây là mai. Mai vàng này. Mai chung không ra đây là Văn đi ấy rồi. À đi bán đảo rồi nhỉ? Lạc Long Quân à? Ở đâu? Tây Bắc rồi. À đi đánh đảo à? Đi hơi muộn nhỉ? Tầm giờ đi là vừa. Bán bắt đầu rằm đi chắc 2 3 ngày về. Phải từ 20 độ đi 20 về được. À được. Mai này. Quất đây. Bán được bao nhiêu? Chúc. Và xem cái mai xem rồi hỏi sơ sơ xem bao tiền cây. Chắc nó thấy nó giống nhau rồi chắc bằng tiền. Cái chỗ họp chợ này bác này, chỗ họp chợ đấy bị giải tán trước họp đấy. Đây như một cây mai tôi cho cũng khá là giá trị ở đây, già chân bệ có trực lắc lên rất cao. Xong chưa ông? Chưa. Quất cái này rồi quả mập này. Cái này nhiều lọc nhỉ? Đấy. Người ta tí nào vậy? Này, nhưng mà nở Tết là vừa đấy. Vừa nắng ấm này, những cái loại này nở hết. Loại đấy thì... Đây này cứ phải như này là vừa. Gãy bố cả một cái cành này. Sao nở tí hết không biết bao tiền cây bác, bao nhiêu hỏi bác chủ ơi, bao tiền một cây như này nè? Đây 8 triệu. Thế cái loại ngoài này to này chắc đắt hơn, hơn chục. 15 triệu thì quá nhỉ, rẻ nhất là 8 triệu bác. Có cây 4-3 triệu, có 3-4 triệu đằng này đúng không, nhỏ này đấy. Đây quả này sau đó nở với dã man. Quả nụ. Có cái hay gian hàng này về, cái gian hàng nhà em nó đẹp hơn bao nhiêu.
mai nhiều khách. Đấy. Mai chất lượng đấy nhỉ. Còn già. Đấy, bé bé 6 triệu. Xem nào. Ấy, thì 6 triệu. Mới khó nuốt nhỉ. Mới chát, 6 triệu. Răm mà dày tí nữa thì kêu ổn. Răm còn mỏng lắm, mảnh lắm. Mảnh thưa đó. Đấy, làm cái cây ở giữa này. Cây cắm cắm này. Dày, sướng, cây đẹp. Đấy, cây đấy cung xuê. Đấy, cây này được. Cây này bao nhiêu bác cả ơi. Chủ ơi. Cây này 12 à, đấy. Tiền nào của nấy nhỉ, cây đẹp đấy. Hoa hậu của vườn đấy. Răm dày. Nụ lộc căng. Lộc đang phun rồi, nụ rất căng. À, cho là cây này đẹp nhất vườn. Đẹp nhất vườn. Cây này nó nở như là này bày được bao nhiêu gốc. Không bao giờ được nở nhỉ. Nó nặng luôn. 12 triệu. Đấy, nhiều lắm, hoa hết cả mắt. Cây hoa hết cả mắt. Đấy, cạnh chỗ đun nấu luôn. Quay mình chỉ là chị ra nhá. Vâng, đây xem hoa thôi. Quay hoa. Quất như này quả nó to này. Quả tươi mà quả to. Đã to mà mập. Là đủ món rồi, đào mai quất các thứ là đủ hết rồi. Lan lại như vậy rồi, lại ra xem các bố cây đã.